Rồi, dính rồi. Câu đó, câu. Dính rồi, dính rồi. Bo đi, bo luôn đi. Bo Rồi. tự nhiên đi. Không có sợ gãi nữa, bo đi. Có Bo hết gì cái vô này đây? coi. Không biết Bo mạnh đi. khung không? Rồi, đang Không bao bám lên hết bao. bờ. Đó, 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 rồi. Chào mọi người và các bác, hôm nay mình đi giao lưu với các cường thủ. Ở đây có cường thủ Toán này, đó đang ngồi Đi cho lưu vô này. Ở đây à. bờ hồ cũng gần nhà thôi, hồ đẹp lắm đấy, chiều tối rồi mọi người nha, tối thui á. Hôm nay và nay tiếp tục với cường thủ Z nha. Đấy, cường thủ Lại cần Z thủ rồi. chat nữa. Chuẩn bị mời câu nha. Rồi, cảm ơn họ ha. Cảm ơn mọi Đó, họ mọi nha. người chờ đợi tình hình giao lưu của bốn anh em nha. Đó. Bên kia anh em chuẩn bị là khá bài bản đấy. Nhưng mà hôm nay là mình vẫn câu mồi truyền thống, mồi trùng nha. Ở đây trùng bên đầu ở đây. Mưa là mình có mưa. Anh em câu mồi gì không biết nhưng mà mình vẫn tiếp tục mồi truyền thống, mồi trùng nha. Anh em nữa. Bây giờ đã 6 giờ rồi các bạn nhé. Ở đây đấy, anh em giao lưu mà tôi thui không thấy đấy, cần thủ bên kia rồi Chuẩn đó, bị ao về phải cần không? thủ Toàn với em kia câu đài mày giao lưu. Mày cần thủ Z đang ngồi chờ đợi, Lại chết nữa. còn mình thì ba cần dù nè, cần kia có vẻ căng kìa, Càng một cần cần xanh xanh kìa, hồi nãy mình để dù vào nè, đồng một căn tạo lên nó vào cần cần xanh này không có nè, hồi nãy nó dù á, mình để dù mà đó, ba cần của mình, cần mình câu truyền thống mồi dù nè. Đây, thủ giác đồ của anh em khá rồi chuyên nghiệp ha. đúng rồi. Đấy, khá chuyên nghiệp này. Ông đặt máy nó ở chỗ khác đi, nó dễ quan sát tên đầu hơn. Đấy. Đó, anh em câu đài phao chờ cho đó, chờ theo dõi thôi. Cần cần tay giá này câu mồi chi bột chứ bột mà đang yên vắng sáng nhảy xong bên kia, cần mình nằm im không có gì tác động. À, anh em câu đài câu máy tiếp tục chờ đợi, chưa có dấu hiệu các bạn nhé. Cái này đấy, cần thủ giác bên kia ba cần thủ, anh em tiếp tục chờ đợi chưa có dấu hiệu. Phao sáng rồi, rồi phao vẫn im chưa có gì rồi hết. Cá lên, cá lên rồi. Rồi cá gì đây? Trôi trôi cá trôi đó, cần thủ chuyên nghiệp thế à. Lên nữa đó, hồi câu đài Trung Mang Đông Giang này, anh em khu vực Quảng Nam chơi. Có anh em nào tham gia nhóm câu cá Đông Giang thì ghé vào anh em nhé. Đang câu đài đêm này. Này bọn ưng móm này nhảy vào đây. Anh em nào ưng móm này nhảy vào nhóm Trung Ma. Này nhóm Trung Ma đây được mấy em trôi rồi. Đó, vô chưa? Dặn vô rồi. Chưa. Nó có gì cái.
Điện đó nó cần nên chuẩn bị giật kìa. Pha nữa. Chưa lúc. Mới vừa hay một. Đang cảm ơn trình đây. Ăn đúng không? À nữa. Đủ cảm ơn trình nó lái nhiều ghê đúng không? Thêm nhiều cân đó. Vô này chuẩn bị đóng này, đóng. Lúc nứt cũng đóng được. Hai chừng ăn khôn quá. Cá sa bà này khó ăn quá. Cá còn tinh. Anh cứ nhả nhả ra. Hồi ngậm nó ai mà đóng thỏ. Hút hết mồi nữa rồi. Dính rồi. Cao. Dính rồi. Bo đi, bo luôn đi. Bo tự nhiên đi. Không có sợ gãi nữa, bo đi. Ờ, gì vậy đây? Không biết khung không rồi, đang bao lên bao. Đó, trầu lên, trầu. Đó, đó, đụng căng kia rồi. Trầu. Không cho tắt bờ. Trầu. Lên hàng đó. Đấy, vô. Vật anh lên á. Vật không bung á, dễ bung á. Dễ bung á. Có đó thấy chưa? Đất lưỡi. Bung liền. Ừ, tiếc thiệt. Nó lấy vợt nãy rồi chắc cú rồi. Mày dinh, mày dinh, lên mày dinh. Mày dinh nha. Chưa có em nào khủng. Chưa có hàng khủng mọi người nha. Câu đài bài bản chuyên nghiệp của Sa Pa Đông Giang đó mọi người nha.